Chào các bạn, đây cây sò cừ cao chục mét. Hôm nay có anh bạn, anh Lê Nhãn Hạ, anh cắt giùm với Ngọn đây. Anh này là tuổi thân các bạn nghe. Anh là tuổi thân, tuổi con khỉ á. Anh leo giống khỉ nè. Cừ ở đâu? Rồi, lên đây. Giờ anh tao với bạn dây để lên. Chứ giờ dưới tôi nhìn tôi thấy ngợp mất rồi. Thất bại lần thứ nhất, trật dây. Chứ anh khỉ này lên gần tới đột rồi đây. Chiều cao tầm đó bao nhiêu mét rồi? Chục mét hả? Chúc cho anh lành nha. Rồi, thành công rồi. Rồi, cho mấy cưa lên được chưa? À, bên nó dứt luôn á. Hãy đừng quay em vô đây. Rồi, kéo máy cưa lên. Ôi, có hai cái trứng gì nó thòng xuống vậy? Chuẩn bị nổ máy. Nhìn thấy ngợp quá các bạn. Này cắt để cho nó làm gọn cái sườn. Một cây đã rất xuống. Vừa qua thì có những cây giáp to, cơn giáp to rất là nguy hiểm. À, thế nhưng thì cái giống của cây sà cừ á, thì rất là dai. Nên cái độ an toàn của nó ta không thể chủ quan được. Và quyết định sẽ cắt gọn. Có ngã xuống cây phượng không vậy? Oh,
nhìn từ dưới lên là thấy cao vời vợi. Tiếp tục leo lên cao nữa các bạn. Hồi đó coi phim Tây Du Ký chưa? Dùng khinh công bay lên luôn nhé. Bạn trèo lên đây đó mà dưới này tim mình đập thình thịch nè. Quá đỉnh luôn. Ở trên nến còn ngắm hoa được đó chứ, anh nhìn hoa phượng nở nữa nè. Các bạn có nhu cầu cưa cây liên hệ chỗ anh Hiệp bảo vệ trường tiểu học Nghệ Đức 2 nha các bạn. Anh có anh bạn này là chuyên gia leo trèo. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy xin một đăng ký và một like nha. Xin kính chào và tạm biệt.